Cửa hàng Nông Cơ Phúc Luân xin kính chào đến tất cả mọi người. Địa chỉ cửa hàng Đông Hà, Đức Linh, Bình Thuận, số điện thoại 034 434 1710. Số điện thoại có sử dụng Zalo, Facebook nha mọi người. Thì hôm nay em vừa về được 5 cái đầu máy ha. TG 20, Kawasaki và TG 18. Thì trong đây nó có 3 màu, 3 màu ha. Màu đỏ là 3 con, một con màu vàng này. Đây, con này màu vàng. Con này màu xanh. Con này màu vàng là con TG 18, máy móc cực đẹp luôn. Đấy, bố như chưa xài luôn. Những con này thì mình mua về gái xịt thuốc á. Thì hôm bữa lên lô 10 con thì đã bán hết rồi. Thì mọi người hỏi nhiều lắm nha. Thì hôm nay á, em đăng cái clip này lên nè, 5 con nè. Thì mọi người ưng ý con nào thì liên hệ cho em nhé. Không thôi là đầy hết hàng. Bữa giờ thì hàng hôm nay thì bưu điện đi thì chỉ có được 5 kg thôi, cho nên là về được có 5 con thôi, chứ không có được về nhiều đó. Rồi mai mốt lại về tiếp. Thì hôm nay có 5 con thì đăng 5 con lên bán trước cho mọi người nha. Đa số máy đẹp không, máy em bán là nguyên riêng hết, bố là đầy đủ hết nha mọi người. Mua về chỉ việc lắp vô bơm xịt thuốc là bơm nhỏ thôi là chuẩn ha. Đó, mọi người mua thì chỉ có lắp vào bơm xịt thuốc là đúng nhất đó, bơm xịt thuốc là hoặc là cần nhỏ là nó là một đó. Cho nên là mọi người yên tâm lắp vừa hết nha. Rồi em đã bán rất là nhiều thì hôm nay chỉ có 5 đầu thôi. Nói mọi người mua thì liên hệ cho em nha mọi người. Đấy. Mai em sẽ dọn nổ ha. Dọn nổ xong rồi gửi hàng cho mọi người thôi. Đấy, giá của nó thì tùy theo đẹp xấu nha mọi người, không có mắc lắm đâu. Những con này thì nó nhẹ lắm, đầu này thì hơn ký thôi. Đầu này thì 3 kg á. Đó. Rất là nhẹ luôn. Rồi, 5 đầu. Rồi. Thì video xin kết thúc tại đây nhé. Mọi người xem thì ưng ý thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại để đặt hàng nha mọi người. Cho em địa chỉ hoặc nhắn tin cho em địa chỉ, bên em sẽ dọn hàng và đóng hàng gửi hàng cho mọi người ha. Mọi người nhận hàng được kiểm tra hàng thanh toán rồi đầy đủ nha mọi người. Rồi, bye bye, xin chào mọi người nhé.